Xin chào mọi người, và mình là Thanh Lộc. Hôm nay Lộc sẽ gửi đến mọi người một chiếc xe Polo hatchback với một điểm đặc biệt. Chiếc xe này đã qua sử dụng, tuy nhiên đã được công ty của Lộc sơn lại màu cam rất là đẹp, rất là bóng. Đồng thời độ lên bộ body kit R400 thể thao và hiện đại. Chúng ta sẽ thấy phía trước có những cái hình lưới tổ ong, rồi có cái viền màu đỏ ngang như thế này, thực sự là rất là thể thao. Ở phía trên này chúng ta sẽ thấy cái cản, có cản trước được độ lại. Và chiếc xe biển số Sài Gòn với biển số dễ nhớ 01100. Bộ body kit R400 đây mọi người. Mọi người hãy xem chi tiết chiếc xe này nhé. Mình sẽ quay một vòng chiếc xe này cho mọi người cùng xem. Ở phần trước đấy, bộ body kit như vậy rồi, cản trước như vậy. Bên cạnh thì chúng ta sẽ thấy là có cái mâm được sơn là màu đen, lại thêm được cái viền xung quanh là màu đỏ nữa, nhìn rất là thể thao và nó tạo một cái điểm nhấn cho cái mâm xe này. Ở phần hông thì có điểm nổi bật, đó là cái tem sport, cái tem dán thể thao. Đằng sau, mâm đằng sau cũng được sơn giống như vậy. Ở phía sau thì có bộ cái bô giữa thiết kế thể thao, cực kỳ thể thao và rất là hiện đại cho những người trẻ hôm nay. Đó, xung quanh xe là mọi người đã thấy một cái điểm nổi bật trên cái chiếc xe màu cam này mà còn được lên bộ body kit nữa. Thì bây giờ mình sẽ quay bên trong cho mọi người. Quay bên trong á, thì điều đầu tiên mình sẽ kiểm chứng xem cái chiếc xe này còn chắc chắn không, chiếc xe đã qua sử dụng còn chắc chắn không. Mình mở cửa ra. Mở cửa ra vẫn rất là êm, và mình đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa còn rất là chắc chắn. Chiếc xe này Lộc cảm thấy là cái tiếng đóng cửa nó mang cái tính chất của một dòng xe châu Âu, một dòng xe đến từ Đức, cực kỳ hấp dẫn. Tiếng đóng cửa chắc không ạ? Mọi người cùng nghe. Rồi bây giờ mình sẽ vô bên trong. Chiếc xe bên trong thì được về vô lăng chúng ta thấy vô lăng thì không có những cái nút bấm trên đây. Phía bên màn hình á, màn hình này thì kết nối được với Bluetooth, nhưng mà hiện tại thì Lộc thấy là chưa có camera lùi. Ở đây thì có được cái hình của cái biểu tượng là cân bằng điện tử. Ở bên ngoài thì mình thấy có một cái điểm cũng thú vị là chiếc xe này chỉnh gương á, thì là chỉnh cơ nha. Cũng rất là thú vị. Rồi về ô đô của chiếc xe này để Lộc xem coi. Ô đô của chiếc xe này là 31.454 km. Với số km như thế này cho một chiếc xe Đức thì rất là bình thường, cũng coi như là đang là mới. Phía bên này những cái đường nét mà công ty mình sơn lại chiếc xe này rất là đẹp, rất là chuẩn nè, chi tiết đẹp cực kỳ cho cái nước sơn màu cam này, và nước sơn chính hãng. Bộ ghế nỉ mọi người cùng xem đằng sau. Mình mở cửa ra cảm thấy chắc chắn lắm, êm ru. À, đằng sau ghế nỉ. Ồ, đóng cửa là chắc chắn cực kỳ nha. À, mở này ra bên trong này mọi người xem nhé. Đó, công ty mình sơn lại chiếc xe này rất là đẹp, đường nét chi tiết rất là đẹp, tỉ mỉ. Và mình đóng lại một lần nữa, cực kỳ là chắc chắn. Chiếc xe này thì mình thấy quan sát đây là chưa có trang bị camera và lùi, nhưng mà cái đầu này thì lên được camera lùi nhé. Nếu mà ai muốn trang bị thêm camera lùi thì cứ nói với Lộc, sẽ trang bị được camera lùi cho mọi người. Polo hatchback này thì được sản xuất vào năm 2016 và hiện tại đang có lịch sử bảo dưỡng ở trong Volkswagen Sài Gòn. Lộc
rất là hân hạnh được chia sẻ đến dòng xe Polo Hatchback hoặc là dòng xe Volkswagen tại Việt Nam cho mọi quý khách hàng dù xe mới hoặc là xe cũ của hãng xe Volkswagen. Mọi người hãy vui vẻ gọi điện thoại cho Lộc để Lộc có thể tư vấn và chia sẻ một cách nhiệt tình nhất. Mọi người hãy đăng ký kênh của Lộc cũng như like để ủng hộ kênh của Thanh Lộc. Xin chào và hẹn gặp lại. Lý do nên chọn và mua xe Volkswagen tại Volkswagen Sài Gòn. Chúng tôi là đại lý Volkswagen 4S lớn nhất Việt Nam, bán hàng, dịch vụ, phụ tùng chính hãng, kết nối toàn cầu. Chúng tôi luôn có những sản phẩm mới, những sản phẩm đặc biệt, quanh năm luôn có những chương trình giảm giá, ưu đãi đặc biệt nhất thị trường. Volkswagen Sài Gòn là đại lý có trang thiết bị tối tân từ nước ngoài, đảm bảo chiếc xe của bạn được chăm sóc một cách hoàn thiện nhất. Chuyên viên kỹ thuật tại Volkswagen Sài Gòn luôn được đào tạo bài bản từ các chuyên gia nước ngoài để phục vụ chiếc xe của bạn một cách hiệu quả. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng giao xe toàn quốc, giao xe tại nhà, hướng dẫn sử dụng chuẩn mực nhất, hỗ trợ đăng ký đăng kiểm nhanh chóng trong ngày với chi phí cực kỳ hợp lý. Chúng tôi hỗ trợ vay ngân hàng với những gói lãi suất ưu đãi nhất, hồ sơ xét duyệt nhanh chóng, không làm mất thời gian của khách hàng. Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên tư vấn đầy nhiệt huyết, nhiều năm kinh nghiệm, luôn chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong suốt thời gian khách hàng sử dụng xe. Volkswagen Sài Gòn luôn có những chương trình ưu đãi lớn nhất hàng tháng, giảm chi phí tối đa cho khách hàng và nhiều phần quà hấp dẫn. Lái thử xe là chính sách Volkswagen muốn đề cao để khách hàng trải nghiệm và đưa ra quyết định chính xác nhất cho việc lựa chọn một chiếc xe. Volkswagen Sài Gòn trang bị Mobile Service để phục vụ khách hàng ở tỉnh, thường xuyên tổ chức lái xe, thử xe khắp các tỉnh miền Nam cùng với dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng xe lưu động. Hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại tư vấn 0909 171 299. Địa chỉ trung tâm Sài Gòn, 120 Trần Hưng Đạo, quận Nhất, gần khách sạn Bumen. Thanh Lộc Volkswagen xin đại diện cho Volkswagen toàn cầu được phục vụ và chăm sóc chiếc xe của bạn. Volkswagen, một thương hiệu chịu niềm tin.